Chiều ngày 22 tháng 1, tại Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Tây Ninh, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Đỗ Thị Diệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Diệp đến thăm tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin được nuôi dưỡng tại trung tâm và ngoài cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại đây, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Đỗ Thị Diệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Diệp đã trao tặng 40 phần quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 650.000 đồng. Đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình vượt qua khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi,